Hi, xin chào anh em. Ở đây đang có bao nhiêu anh em chơi được trò Cyberpunk 2077 rồi. Mình thì trong quá trình gọi là vừa chơi vừa test hiệu năng của game ấy, để sau này có một bài review cho anh em. Thì mình cảm nhận được kiểu khi chơi mình là nhân vật chính, có khác kiểu wow, quăng nhân vật chính nó mạnh mẽ, cầm tay không đi đấm nhau, mấy ông cầm súng mà mình vẫn thắng. Nghe nó hơi lạ một tí nhưng mà thôi, bỏ qua vấn đề đấy. Thì là Cyberpunk 2077 là một tựa game tương đối nặng đấy. Mình cảm nhận được khi mình sở hữu RTX 3080. Tất nhiên là chơi game trên độ phân giải Full HD thì dễ dàng quá, không có gì phải nói cả. Nhưng mà chơi game trên độ phân giải 2K hoặc thậm chí 4K đây là sự lựa chọn vô cùng hợp lý ở trong thời điểm hiện tại. Bởi vì dù sao cũng là cuối năm 2020 rồi, đầu năm 2021 đến nơi rồi. Tầm này chơi game cạc xị là cứ phải 2K, 4K. Và để làm điều đó chúng ta phải cần mẫu cà rồng họa xịn xoa một chút. RTX 3080 tới từ Asus phiên bản TOS mình đã lựa chọn để có thể là mang tới cho anh em được trải nghiệm được cái hiệu năng trên giá thành tốt này và cả mát mẻ. Thế nhưng anh em phải biết một điều rằng là Cyberpunk 2077 là một tựa game tương đối nặng về mặt đồ họa. Nếu như anh em bật cả Ray Tracing mà không bật tính năng DLSS của Nvidia lên, mình đã có thử qua là mình nhớ không lầm, nếu như mình bật mỗi kiểu RTX kiểu Ray Tracing lên, tức là bật max hết các thứ, thì FPS thấp lắm, chỉ khoảng từ mười mấy tới 30 FPS thôi trên RTX 3080. Nhưng khi mình bật tính năng DLSS lên thì FPS đã tăng được khoảng chừng 60 FPS trên độ phân giải 2K. Một chút nữa thì các bạn sẽ thấy thôi. Đây là mình đang spoil trước cho anh em, spoil trước nội dung ấy. Rồi thì chúng ta sẽ coi như nói xong phần cả đồ họa, đó chính là RTX 3080 rồi. Chúng ta sẽ đến các thành phần linh kiện khác để chơi game tốt hơn. Các bạn có thể biết được rằng là các dòng CPU của Intel bây giờ rất tốt. Các bạn có thể xem review trên mạng được là CPU i3 đi với RTX 3080 cũng không gây hiện tượng gì. Đúng, điều này sẽ hoàn toàn chuẩn nếu các bạn chơi game trên độ phân giải Full HD thôi. Còn nếu chơi game trên độ phân giải 2K hoặc bây giờ là cả 4K nữa thì mình nghĩ mình sẽ lựa chọn phiên bản Intel Core i7 10700K với 8 nhân 16 luồng để vừa có thể chơi game và vừa có thể làm việc, bởi vì tầm giá bộ PC mang lại là tầm giá không hề rẻ một chút nào cả. Bộ PC đa dụng sẽ tốt hơn rất nhiều. Và để tản nhiệt cho CPU Intel Core i7 10700K sẽ sử dụng tản nhiệt tới từ NZXT MI2. RAT tản nhiệt thì bé thôi, RAT tản nhiệt chỉ là 120mm. Thế nhưng vẫn có thể gánh được mẫu CPU này khi các bạn chơi game hoặc render video không vấn đề gì cả. Và vỏ cây bên ngoài đây, vỏ cây đến từ NZXT. Lý do chính lựa chọn đấy là để đồng bộ các linh kiện tới từ NZXT. Và cái vỏ cây này các bạn được trang bị sẵn tổng cộng là 4 quạt, 1, 2, 3, 4 quạt. Và hai quạt đằng trước là LED trắng và LED của NZXT hoạt động thì vô cùng đẹp. Và cái quạt này khi quay ấy, mắc tóc thì đương nhiên vẫn hơi vào một chút rồi. Nhưng nếu các bạn sử dụng thông thường thôi và khi chơi game thì hoàn toàn các bạn có thể không nghe thấy tiếng động và cũng không bị rung khi các bạn để bộ PC trên bàn. Và chơi game nặng ấy, thì cũng sẽ không bị rung bàn đâu, bởi vì quạt hoạt động rất yên tĩnh và mượt mà. Rồi, cái quan trọng và cái thú vị ở trong bộ PC ngày hôm nay nằm ở một linh kiện nữa, đó chính là về phần main. Main tới từ NZXT. Các bạn chắc chắn là sẽ thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì main rõ ràng là có rất nhiều hãng như kiểu là Asus này, MSI, Gigabyte, một số hãng khác như kiểu ASRock nữa. Thế nhưng main tới từ NZXT là một trong những cái phiên bản mới về Việt Nam và mình đã mang ra, mình có thử rồi. Mình có vào trong BIOS thì mình cảm nhận được là vấn đề vào BIOS điều chỉnh các thiết lập cũng tương đối dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Và mẫu main tới từ NZXT dĩ nhiên sử dụng chipset là Z490 để đi với CPU thế hệ 10 của Intel rồi. Có một thiết kế rất tốt, tức là toàn bộ các linh kiện anh em sẽ được che chắn lại hết, kể cả những khu vực anh em nhìn thấy các mối hàn, các kiểu là các con tụ đặt lên cũng được che lại hết. Và khi các anh em nâng cấp SSD giống như cái mẫu main khác thì thường sẽ phải vặn ốc ra những cái khu vực che chắn, nhưng đối mẫu main tới từ NZXT thì không phải vặn ốc gì cả, chỉ là anh em dùng tay anh em cậy ra thôi, tương đối đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên thì nếu như anh em thường xuyên cậy ra mình nghĩ nó sẽ bị lỏng ra, còn nếu mà chỉ khoảng vài tháng thay SSD xong tháo ra lắp lại vài lần thì mình nghĩ sẽ không bất kỳ vấn đề nào cả. Và đây, cái mẫu main này khu vực tản nhiệt cho VRM cũng tương đối ngon rồi, và mình đánh giá là rất tốt để anh em có thể gánh được thậm chí là Intel Core i9, bởi vì sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin là 4 pin cơ mà. Còn cuối cùng là về phần RAM, RAM sẽ là hai thanh 16GB tới từ Corsair Vision RGB Pro với bus RAM là 3000, hoàn toàn không có hiện tượng nghẽn cổ chai. Và bây giờ sẽ là phần trải hiệu năng của bộ máy trên màn hình độ phân giải 2K và 4K. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và vừa rồi thì mình cũng đã có phần trải nghiệm hiệu năng để cho anh em có thể thấy được. Khi test hiệu năng thì mình đã để cái chế độ trên cào đồ họa RTX 3080 tới từ Asus, đó chính là mình để chế độ performance rồi. Mình cũng để chế độ quiet nên cạc rất mát. Và mình sẽ lưu ý một chút, đối với những anh em nào chơi các tựa game như kiểu Cyberpunk hoặc là Horizon Zero Dawn, anh em nếu muốn FPS cao và muốn bật ray tracing thì hoàn toàn có thể đẩy được cái phần DLSS lên Ultra Performance hoặc là chế độ Performance. Còn nếu như anh em chỉ quan tâm tới FPS khoảng chừng 6x thôi, thế nhưng phải đẹp này, đồ họa đẹp này, đồ hoàng ánh sáng phải rất tốt thì anh em nên để chế độ Quality, thì khi đấy nó sẽ trung hòa được các thứ. Đây tùy chọn là mỗi người thôi, bởi vì màn 2K 4K bây giờ mình thấy anh em chơi toàn từ 60 tới 144 FPS thôi, chứ còn HZ thôi, chứ còn nếu mà cao hơn thì mức giá tiền tương đối cao đấy. Và nếu như anh em có câu hỏi nào liên quan tới bộ PC này thì hoàn toàn có thể comment bên dưới để chúng mình có thể giải đáp. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.